Hiện tại, hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang-seo với Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ đáo hạn vào tháng 1 năm 2020. Sau chiến thắng 1-0 của Việt Nam trước Malaysia, ông Lê Khánh Hải khẳng định bản hợp đồng dành cho huấn luyện viên Park đã được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng. Chủ tịch VFF chia sẻ cho truyền thông: "Tôi cảm ơn và ghi nhận đóng góp của từng thành viên trong đội tuyển. Về huấn luyện viên Park Hang-seo, tôi ghi nhận và khâm phục tài năng của ông ấy. Sau mỗi trận đấu, tình cảm của chúng ta dành cho ông ấy lại nhiều hơn." Trao đổi bên lề buổi tập của đội tuyển Indonesia vào chiều qua, ngôi sao nhập tịch mới của đội bóng vạn đảo gốc Brazil là Otavio Dutra, tân binh này tỏ ra hết sức tự tin và hào hứng trước cuộc đối đầu với những công phượng Quang Hải bên phía đội tuyển Việt Nam. Trung vệ gốc Brazil của Indonesia nói rằng: "Tôi đã chờ rất lâu để được có màn ra mắt ở đội tuyển Indonesia. Tôi hy vọng mình sẽ chơi tốt, giúp đội bóng giành chiến thắng. Tuy nhiên, ngoài chuyện ở hàng thủ, chúng tôi cần hàng công chơi tốt nữa. Đây là trận trên sân nhà, phải thắng nên cần ghi bàn." Đánh giá về đội tuyển Việt Nam, Otavio Dutra khẳng định không quan tâm đến sức mạnh của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á. "Việt Nam đã có 4 điểm sau 2 trận, điều đó chứng tỏ họ là đối thủ rất đáng gờm. Nhưng chúng tôi không quan tâm tới họ nhiều, chúng tôi chỉ tập trung vào màn trình diễn tới đây của chính chúng tôi. Đây là sân nhà của Indonesia, chúng tôi sẽ giành chọn 3 điểm trong trận đấu tới." Vào ngày mai, đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ tiếp Hàn Quốc trên sân Kim Nhật Thành tại lượt trận thứ tư vòng loại World Cup năm 2022 khu vực châu Á. Hai đội sẽ đối đầu trên sân vận động có sức chứa 50.000 người. Trong lịch sử đối đầu, Hàn Quốc đang chiếm ưu thế khi có được 7 chiến thắng, 8 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Dù vậy, hai đội kết thúc với tỷ số hòa ở 5 trong số 7 trận gần nhất. Trên bảng xếp hạng FIFA vào tháng 9, tuyển Hàn Quốc xếp hạng 37 thế giới, hơn đội bóng láng giềng tới 76 bậc. Theo Yonhap, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có thể sẽ sử dụng lối chơi phòng ngự phản công trước đội bóng được đánh giá mạnh hơn là Hàn Quốc. Trước thềm trận đấu, các đài truyền hình Hàn Quốc xác nhận sẽ không có sóng trực tiếp. Ngoài ra, cổ động viên và phóng viên Hàn Quốc không được tới Triều Tiên để theo dõi và tác nghiệp. Mario Balotelli, tiền đạo 29 tuổi người Ý gia nhập Brescia theo dạng chuyển nhượng tự do ở kỳ chuyển nhượng hè vừa rồi. Ngôi sao người Italia từ chối hàng loạt lời mời của nhiều đội bóng ở châu Âu và Brazil để ký hợp đồng 3 năm với tân binh của Serie A này. Theo một số nguồn tin, Balotelli nhận mức lương cơ bản khoảng 1,3 triệu bảng một năm ở Brescia. Tuy nhiên, theo tờ Corriere della Sera, mức lương cơ bản chân sút 29 tuổi nhận ở đội bóng quê nhà còn thấp hơn thế. Cụ thể, Balotelli chỉ đút túi khoảng 870.000 bảng một năm tại Brescia. Nhận mức lương cơ bản thấp nhưng hợp đồng của cựu tiền đạo Man City và Liverpool này có nhiều điều khoản thưởng khá hậu hĩnh. Một trong những điều khoản trong hợp đồng của Mario Balotelli là việc lương của chân sút 29 tuổi sẽ tăng tùy theo số bàn thắng anh ghi được cho đội bóng Italia. Theo đó, nếu Balotelli ghi 15 bàn ở Serie A mùa này, mức lương của anh sẽ tăng gấp 4 lần, lên gần 3,5 triệu bảng một năm. Thời điểm hiện tại, Balotelli mới chỉ ghi 1 bàn ở Serie A sau 2 trận. Không chỉ được tăng lương, Mario Balotelli có thể sẽ được huấn luyện viên đội tuyển Italia Roberto Mancini triệu tập dự vòng chung kết Euro năm 2020 nếu ghi 15 bàn ở Serie A 2019-2020. Một tin không vui đã vừa đến với tân vương của Copa America khi ngôi sao lớn nhất của họ, Neymar Jr. tiếp tục dính chấn thương gân khèo trong trận Brazil gặp Nigeria trên sân vận động quốc gia Singapore và phải rời sân chỉ sau 12 phút trước khi bị thay ra bởi Philippe Coutinho. Theo tờ AS, trên đường rời sân, Neymar dùng tay siết vào phía sau đùi trái. Lúc này, mức độ chấn thương chưa được đánh giá cụ thể. Ngoài ra, cầu thủ đắt giá nhất thế giới đã phải rơi nước mắt. Cho đến thời điểm hiện tại của mùa giải 2019-2020, Neymar mới chỉ chơi 5 trận sau khi hồi phục chấn thương đứt dây chằng mắt cá chân và bị đình chỉ 3 trận ở châu Âu. Sau khi có những lời lẽ không đúng mực mùa trước khi chứng kiến PSG bị MU loại ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Sau trận đấu thất vọng của Brazil với Nigeria, các bác sĩ của Seleção cho biết chấn thương gân khèo của tiền đạo 27 tuổi này chắc chắn không đơn giản và anh sẽ không thể ra sân trong một vài trận đấu tiếp theo của PSG. Tuy nhiên, họ cũng chưa đưa ra chẩn đoán về thời hạn hồi phục của anh. Với tầm ảnh hưởng mà thần đồng 16 tuổi Ansu Fati đã và đang tạo ra, ban lãnh đạo Barcelona được cho là đang lên kế hoạch trói chân cầu thủ này. Theo Mundo Deportivo, đội bóng xứ Catalonia đã chuẩn bị một bản hợp đồng dài hạn và thuyết phục tiền đạo người Tây Ban Nha đặt bút ký. Đáng chú ý, điều khoản phá vỡ hợp đồng của Fati lên đến 100 triệu euro. Ansu Fati sinh ra ở Guinea-Bissau và là tài năng thuộc biên chế U18 La Masia. Anh chính thức ra mắt đội một Barca trong trận thắng Real Betis 5-2 tại đấu trường La Liga mùa này và trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử Barca khi ra sân ở tuổi 16 và 298 ngày. Tiếp đến, anh cũng là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Barca ở tuổi 16 và 304 ngày trong trận hòa 2 đều trước Osasuna. Ở đấu trường Champions League, Fati tiếp tục được ghi tên vào lịch sử đội bóng khi là người ra sân ở độ tuổi trẻ nhất trong trận đấu với Borussia Dortmund. Hiện tại, Fati đã là công dân Tây Ban Nha và sắp tới có thể tham dự giải U17 thế giới cũng như được đôn lên đá cho đội U21 của La Roja.
Cách đây 4 ngày, Petr Cech đã bất ngờ thông báo ký hợp đồng với câu lạc bộ khúc côn cầu trên băng Guildford Phoenix. Sáng nay, cựu thủ môn của Chelsea và Arsenal đã có trận đấu ra mắt Guildford Phoenix. Đây cũng là trận khúc côn cầu chuyên nghiệp đầu tiên của Petr Cech. Không ngoài dự đoán, Cech đã có màn trình diễn xuất sắc với hàng loạt pha cứu thua xuất thần. Cựu thủ môn của đội tuyển Cộng hòa Séc đã chơi hay chẳng kém thời còn theo nghiệp bóng đá và giúp đội nhà giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Ngoài ra, thủ môn 37 tuổi được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận Guildford Phoenix thắng Swindon Wildcats. Trên mạng xã hội sau trận, Petr Cech nhận được rất nhiều lời ngợi ca của người hâm mộ Guildford Phoenix. Song song với đó, Petr Cech cũng là người đảm nhiệm nhiệm vụ cố vấn kỹ thuật và chuyên môn cho câu lạc bộ Chelsea.